Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Auto Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là một trong những ngày đầu tuần, nhưng mà rất tiếc ở khu vực phía Bắc Bộ thì hiện tại là đang mưa rất là nhiều, gần như ngày nào cũng mưa, mà mưa đều từ gần như từ sáng đến tối các bác nhé. Thế thời tiết ở phía Bắc Bộ thời điểm này rất là khó chịu khi các bác phải vận chuyển đi lại trên đường, thời tiết rất là mưa rất là nhiều, mưa rất là to luôn. Thì hôm nay trung tâm cũng xin phép được quay các bác mấy con radio và radio cassette hàng tồn kho, hàng chưa sử dụng. Những con này thì cũng làm trong những tập đoàn cực kỳ nổi tiếng, đó là từ tập đoàn Saab và Sully. Thì cũng xin nhấn mạnh như thế để các bác lưu ý những cái sản phẩm này. Tôi sẽ giới thiệu các bác đó là những con gì, thì các bác có thể xem video đây. Vâng, xin thưa các bác, trước mắt các bác thì đây là những cái con radio cassette và radio là những cái hàng tồn kho, hàng đã bị bỏ lãng quên. Đầu tiên thì cũng giới thiệu các bác là gì. Con đầu tiên đó là con Saab. Con này rất là nổi tiếng, đó là con Saab QTI1. Con này là hàng tồn kho. Đây, cái thùng nó đây các bác này. Đấy, thùng nó đây, QTI1 các bác nhé. Con này thì cũng còn đầy đủ cả phụ kiện, dây cấp nguồn, zin, tất cả chưa có sử dụng các bác nhé. Đấy, tất cả nguyên hết, kể cả các cái sách hướng dẫn này cũng là nguyên của nó luôn các bác này. Đấy, sách hướng dẫn này rất là nhiều năm nhưng nó cũng là nguyên bản của nó. Saab QTI1 các bác nhé. Em này thì sử dụng một cái body hết sức là đẹp. Tôi đánh giá thuộc loại là đẹp. Bởi vì là nó là một trong những cái điểm nhấn rất là rõ ràng. Đen ra đen, trắng là trắng, rất rõ ràng luôn. Rất là nổi tiếng luôn, cho nên là các bác thấy không? Các cái điểm nhấn rất là đẹp. Đấy, tôi sẽ quay để các bác sẽ thấy rằng này. Đây, toàn bộ hình thức của em nó thì sở hữu một cái body màu đen, điểm với các cái màu trắng. Màu trắng rất đẹp, rất mới. Đấy. Con này thì rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Và cái tem này là tem zin của nhà sản xuất các bác này, tem zin. Tem zin luôn. Đấy. Con này thì chạy được điện AC 100V các bác nhé, AC 100V. Con này chạy được điện, có rất nhiều những con này thì nó lại không chạy được điện mà chỉ chạy adapter thôi. Nhưng con này chạy được điện luôn. Về cái hình thức thì con này tôi thấy còn rất mới. Đây. Cũng là hàng tồn kho khác các bác nhìn thấy chưa? Tất cả các hệ thống tay cầm, phím nút đường Việt Nam mạ còn mới kính quang luôn các bác nhé. Đây, quay rất chậm này các bác có thể thấy này. Rất mới luôn. Đấy, là đây các lưu nút các bác thấy không? Sóng bóng soi gương luôn. Đường Việt Nam mạ của nó rất đẹp, rất mới, rất xứng đáng. Và con này thì tôi cũng sẽ lát tôi sẽ báo giá chi tiết luôn để cho các bác cân nhắc. Đây, anten zin các bác nhé. Đây, Saab QTI1 này các bác này. Đấy, I1. Con này thì khá là chất các bác nhé. Pin của nó đây các bác này. Đây. Và đây là sơ di sản phẩm của bác này. Lưu ý nhé, trung tâm bao giờ cũng quay sơ di. Đuôi sơ di của nó là 30432 các bác nhé. Các bác thấy không, từ cái lớp bột biển này nó gần như không bị lão hóa này. Còn rất là mềm, tức là nó qua rất nhiều chục năm rồi nhưng mà nó còn giữ rất là đẹp, phải đánh giá rất là đẹp luôn các bác nhé. Và con này thì âm thanh rất hay, bởi vì là tôi đã kiểm tra qua cái phần đầu từ. Con này thì có thanh dây cô doang rồi các bác nhé. Đầu từ của nó gần như không có một tí vết là sức nhỏ luôn, tức là nó không có sử dụng. Đấy. Và con này duy nhất chỉ có thay dây cô doa thôi, dây cô doa thôi. Mà tất cả cái thông bánh tì và thứ của nó còn rất là đẹp. Dây cô doa thì bản thân nó vẫn chạy, nhưng nó hơi có độ trùng. Nó do lão hóa, do thời gian nó đã trùng, nên tôi đã thay hết dây cô doa mới rồi. Ok, đấy là con đầu tiên, đó là con Saab I1 các bác nhé. Black, màu đen. Con tiếp theo đó là con Sully. Con này thì cũng rất là quen thuộc, của trung tâm cũng bán rất là nhiều rồi. Con này có model là ICF S70. Con này là hàng chống nước các bác nhá. Đây, model của nó các bác này. Đây, ICF S70 các bác nhá. Con này là dòng radio chống nước. Chống nước tức là sao ạ? Tức là cái này các bác có thể, cái phần loa các bác có thể té nước vào cũng không bị gì các bác nhá. Đấy, thế rồi cái này không may có bị rơi xuống nước, các bác nhặt lên vẫn chạy bình thường. Đấy, đây gọi là radio chống nước. Và con này thì thường là một số các bác mà đi rừng, thế rồi đi ở các cái vùng sông nước các thứ thì các bác rất thích những cái con này, bởi vì nó cũng rất là gọn. Và đặc biệt con này thì cái vỏ nó là dạng nhựa dẻo các bác nhé, cho nên là rơi rất khó vỡ, rất khó vỡ các bác nhé. Đấy, nó không như một số các cái dòng khác thì nó dùng nhựa nó hơi giòn, có thể rơi phát vỡ, nhưng con này rơi có khi chỉ gọi là méo với nhựa đi chứ còn rất khó vỡ. Đấy, bởi vì con này nó thích ứng ở những cái vị trí rất là
khắc nghiệt của thời gian. Đây, các bác có thể thấy đây. Em này thì nó là hàng tồn kho bác nhé, chưa sử dụng. Tôi khẳng định là những hàng này hàng tồn kho chưa có sử dụng. Đây các bác thấy không? Nó mới như này. Đây các bác này. Đây là sơ di sản phẩm các bác này. 0271 các bác nhé. Đấy, tất cả của nó là hàng tồn kho chưa có sử dụng. Đây. Các bác có thể thấy đây, các hệ thống lò xo nó này, mới tinh này. Hàng chưa có sử dụng các bác nhé. Toàn bộ hàng này hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Đấy. Cái con này của nó là con này của nó còn tai nghe các bác nhé, tai nghe chỗ góc này. Tai nghe thế nào tôi để rơi ra ngoài rồi. Nó còn tai nghe các bác nhé. Đấy. Rất đẹp các bác nhé, rất mới đây. Các bác có thể thấy không? ICF F70 các bác nhé, rất mới luôn. Chữ rất là nhỏ các bác hơi khó nhìn. Chạy DC 4.5V này, con này chạy cả DC luôn này. Đấy. Rất mới. Đây, sách hướng dẫn qua rất nhiều chục năm rồi, nó cũng có sự đổi màu của sách rồi, nhưng mà cái đài thì nó để bên trong nên nó cứ trắng phau, nó không bị đổi màu. Một con tiếp theo cũng là một con Soli. Con này thì nó là hàng Soli xuất vào thị trường của Mỹ các bác nhé. Thị trường của Mỹ, con này là mặt nhôm phay. Đây các bác này, nó đây. Đây. Con này là con model là 6F-19W các bác nhé. -19W. Em này là hàng tồn kho. Con này thì nó là hàng xuất vào thị trường của Mỹ. FM-08. FM-08 các bác nhé. Và con này cũng FM-08 luôn các bác nhé. Con này hàng FM-08 luôn. Đấy. Đây, con này thì các bác này. Cái phần hộp xốp nó đây. Đây các bác này. Em nó vẫn còn cả tai nghe các bác này. Đây tai nghe đây. Đấy. Đây phần hộp xốp của nó các bác nhé, còn nguyên đầy đủ hết. Con này là một trong những con cũng rất nhiều các bác thích sưu tầm. Con này thì hàng được ship từ Mỹ về cho nên cũng rất là hiếm các bác nhé. Làm quà tặng này rất là xứng đáng các bác nhé. Những con này đều là những cái con chạy hai băng sóng AM, FM và FM của nó đều full 108 hết các bác nhé. Full 108 hết. Ok, tôi đã giới thiệu các bác 3 sản phẩm rồi. Tôi xin phép được test lần lượt các cái sản phẩm để các bác tiện theo dõi. Tiện theo dõi nhé. Xin phép đầu tiên tôi sẽ test cái con QT-I1 màu đen này trước để cho nó giải phóng cái bản cho nó rộng. Tôi sẽ test hai con kia cho nó dễ các bác nhé. Xin lỗi các bác là thời tiết này là vẫn cứ bị mưa mất mấy ngày này rồi cho nên là ngoài trời không có thể nào là quay video các bác ở ngoài trời được. Đó, chính vì vậy đành phải quay các bác ở trong nhà rất là chật chội. Thì đợt này trung tâm có về một cái con sáp QT-88 nguyên thùng xốp các bác nhé. Vậy các bác lưu ý là con này chưa sử dụng nhé, chưa sử dụng, còn đầy đủ tất cả các linh phụ kiện kể cả pin, hàng chưa tồn kho chưa sử dụng. Và một em cũng tồn kho tiếp, đó là con này cũng nhiều các bác hỏi đấy ạ, con sáp A1 cũng là đợt này cũng hàng Mỹ cũng bắt đầu về đấy. Và ngoài ra thì hàng về kho rất là nhiều các bác nhé, rất nhiều những hàng về kho và toàn bộ những hàng về đây là toàn bộ những hàng ship từ châu Âu về, cũng như một số các sản phẩm hiếm độc lạ. Các bác lưu ý trung tâm sẽ có những video quy hàng. Tôi xin phép được test sản phẩm để các bác tiện theo dõi. Đây tôi sẽ test những cái băng hết sức là cổ, những thập niên trước năm 1970, trước năm 1975. Đây ạ. Đây là cái băng thanh tuyền các bác nhá, băng thanh tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Cái này thì có thể nếu như bác nào có tuổi thì chỉ nghe qua cái làn điệu này là các bác đã hình dung ra là ngày xưa đã được nghe cái băng này rồi. Đấy, bởi vì là có những cái đoạn giới thiệu nó đi vào trong tâm trí, đi vào trong cái tiềm thức của một số các bác đã là người chơi rồi. Đấy, tôi nhấn mạnh thế, con lưu ý nhé. Cái con này thì từ rất chất. Con này có tìm bài các bác nhé. Con này có cả tìm bài. Con này có cả tính năng tìm bài các bác này. Đây. Đấy, tôi đã thử cái tính năng tìm bài chạy bình thường các bác nhé. Đây là cửa thứ hai này các bác này. Đây tôi đã thử tu đi tu lại các bác này. Đấy, rất là tốt các bác nhé. Đấy. Tu rất khỏe. Cái con này thì đương nhiên là cơ rất là khỏe rồi. Đấy, tu đi tu lại này. Đây, cửa thứ hai. Quỳ bên em.
những con này thì các bác, nhiều các bác cứ bảo là tại sao lại test video rất là ngắn như thế thì là sao mà nghe được, hay nó méo nó kia. Xin thưa các bác là tất cả các cái video này tôi sẽ khẳng định các bác là nó là những cái băng của những thập niên trước năm 75, thì nó rất nhiều những băng nó liên quan đến vi phạm bản quyền. Chính vì vậy các bác thật sự thông cảm, tôi sẽ gửi những video chi tiết riêng nếu như bác nào yêu cầu nha. Tôi sẽ gửi riêng, nếu các bác là người mua yêu cầu tôi sẽ gửi riêng cho bác video, bởi vì tôi khẳng định những con này tôi đã kiểm tra rất là kỹ, không có méo tiếng được các bác nha, không có méo tiếng đâu. Bởi vì tất cả các đài thì các bác hiểu nguyên lý cơ bản cái đài nó méo tiếng ở cái vấn đề gì. Đầu tiên đó là ở cái hệ thống hệ cơ là đương nhiên rồi, thế nhưng chủ yếu ở cái phần bánh tì và dây cu doa nó sẽ sinh ra tiếng méo. Nhưng mà hai cái điểm này trung tâm đã kiểm tra rồi, các bác yên tâm là tốt. Thành phố con này thì nó là hàng tồn kho chưa dùng, nhưng tiếng rất là lét các bác nhá, tiếng rất là lét luôn, tôi thấy tiếng rất là hay. Đây tôi thử cái băng này sang bên cửa này để các bác sẽ thấy tất cả các cái phần da vào nó còn cực kỳ nhẹ, bởi vì cái con này nó chưa dùng. Đây các bác này, đây tìm bài các bác này. Những cái băng này lặng như vàng, cơ này chạy hết, cơ rất khỏe, đó vẫn tốt các bác nhé. Đấy, rất tốt luôn, tiếng rất hay các bác nhé, bởi vì từ còn mới mà. Từ con này cũng xin phép là con này tôi sẽ không thao máy, bởi vì con này từ rất mới, bởi vì nó hàng tồn kho chưa sử dụng, cho nên là tôi không thao máy con này nhé các bác nhé, bởi vì con này rất mới. Ok, đó là em Sharp QT1 đã test cho các bác cái phần cassette, tôi sẽ test cho các bác cái phần radio. Đây ạ, radio của em ở đây. Con này trong nhà thì các bác là đưa trang lên nhá, trong nhà đây nó sóng đó. Rất là sống thị tiếp tục được VOV giao thông và đánh giá thực và dẫn nhất trong tục quyết định nâng gấp đôi giá trị giải thưởng. Đội vô địch nhận 20.000 đô la Mỹ, đội á quân nhận 10.000 đô la Mỹ. Ngoài ra năm nay có thể con này bắt sóng thì tốt rồi các bác nhé. Chợ này sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện quân sự và đạn dược, đồng thời sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên chiến trường trong thời gian tới. Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Con này các bác này không cần rút anten, không cần rút anten vẫn giữ nguyên. 28 xe tải hạng trung MAN-40M, 28 xe. Ra khỏi bàn chải. Tuy vậy, trong một số ít trường hợp người có nhạy cảm với hóa chất này thì có thể đó là cái băng sóng FM các bác nhá. Đây tôi thử cái băng AM các bác này, AM nó đây để các bác tiện theo dõi này. Đảng Dân Chủ của ông giành chiến thắng với 40,8% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội, bỏ xa số phiếu ủng hộ. Rất là chính xác thưa anh bà Duy. Vâng, cùng với thay thế tiền mặt thì theo tờ Việt Nam Economy dự báo đến năm 2025, tổng doanh thu trong lĩnh vực thương mại điện tử chiếm xấp xỉ 70% giá trị nền kinh tế số của Việt Nam. Và dự báo đến năm 2026 thì Việt Nam chạy rất là tốt chưa? Điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, thì nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế đầy triển vọng này thực sự đáng để rất là chất, rất xứng đáng thôi nha. Online nó phát triển rất là mạnh. Ok, đó là phần cassette của phần radio. Con này sóng mắt tốt thật đấy, rất là tốt. Tham gia cái thương mại điện tử khi mà mình đã mua bán và bắt đầu mua bán quen rồi thì mình thấy rất là thuận tiện. Con này thì dây cơ nguồn cũng còn zin các bác nhé, dây zin của nó hàng tồn kho chưa có dùng. Ok, đó là con Sharp A1 và tôi đã quay sơ zin rồi đúng không ạ? Các bác quan tâm. Xin lỗi các bác nhé, ở cuối video tôi sẽ báo giá các bác nhé. Các bác cũng thông cảm xem cho nó chi tiết hơn ạ.
Ok, tôi sẽ tiến hành là test những em tiếp theo. Tôi sẽ xin phép đéo này ra bên cạnh. Đây các bác này, em Suli này cũng rất xứng đáng. Con này là một trong những hàng ship Mỹ, hàng ship Mỹ các bác nhé, chạy được cả adapter. Ngoài ra thì em này nó có thể chạy được pin các bác nhé. Con này chạy 3 quả pin thôi, rất là thông dụng. Mà con này pin của nó là pin size C. Đây các bác này. Đấy, sau F-19W. Đấy, hàng Nhật và con này xuất ở thị trường của Mỹ. Đấy. FM của nó full 108 luôn các bác nhá, em gốc. À, tất cả những cái hàng mà xuất vào Mỹ thì các bác lưu ý là cái FM nó sẽ có từ 87, 88 trở đi đến 108 các bác nhá. Đây là cái hàng đặc trưng là hàng xuất ở Mỹ. Đấy, tôi nhấn mạnh để các bác lưu ý, tôi xin phép được test cái con này, các bác sẽ được nghe âm thanh của con này. Con này thì tiếng rất hay, rất to, trông cái tiếng rất to. Thế nào nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng cho người dân. Đây các bạn này. Những ngày gần đây số bệnh nhân tăng 5 lần so với cùng kỳ. Trước những biểu hiện đơn giản như nổi mụn nước, loét miệng, sốt nhẹ, chị Thu Trang ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh không nghĩ là con mình bị bệnh tay chân miệng cho đến khi chuyển bé vào bệnh viện điều trị. Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán bé đã bị bệnh và đã có những biến chứng ảnh hưởng đến thần kinh. Chị Trang lo lắng. Thì thấy để giúp em các bác nha. Nhắc đi nhỏ và trẻ càng chuyên tâm đi sâu cũng đủ để trở thành một phần việc đem lại thu nhập, thậm chí là thu nhập cao. Bản chất của thương mại điện tử của trường đang đào tạo chính là digital marketing. Con này tiếng rất hay các bác nhé, tiếng rất là hay. Những cái dòng mà FM108 này các bác dùng rất an tâm. Tầm trưa này thì các cái đài địa phương rất là ít các bác nhé. Phần lớn họ không phát. Hàng đổi hàng, khoán đổi chế phiếu, nghĩa là bất động sản, nhưng thực tế khả năng đàm phán thành công là rất hy hữu. Chia sẻ giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp tục sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu. Các ca bệnh nặng. Chúng tôi đã thành lập những cái đội cơ động chống dịch, thì có cơ động chống dịch tay chân miệng, cơ động chống dịch. Anh ai ăn nói này. Em mới biết đến thì cũng chưa hiểu rõ là thực tiễn là làm về cái gì. Và hiện tại thì nó đã phát triển như thế nào, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu thì bọn em biết được là các dịch vụ mua sắm online thì đều trên các cái sàn thương mại điện tử cả, nên là em nghĩ là sau này thì sẽ phát triển hơn. Trong khi nhiều bạn của Thúy theo học đại học lựa chọn việc làm thêm như bưng bê ở quán cà phê, gia sư, thì em đi làm thêm ở doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất và đúng một nhánh nhỏ trong ngành thương mại điện tử. Nhà có ba anh em, Thúy là thứ hai. Các nhà khoa học hồi phục hoàn toàn khứu giác, nhưng có tới 24% số bệnh nhân chỉ phục hồi một phần và hơn 3% là mất hẳn khứu giác. Phổi tắc nghẽn mãn tính nếu không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển nặng, gây rất là hay các bác nhé. Do đó người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần điều trị tại bệnh viện ngay khi thấy các triệu chứng tăng. Ok, đó là con Suli, hàng full thùng xốp, hàng xuất Mỹ các bác nhé. Con này thì rất là đẹp các bác này, hàng tồn kho nó rất là đẹp luôn. Các bác thấy từ cái anten nó này mới kính cong luôn. Đấy, đây các bác nhìn thấy không, anten này mới kính con luôn, ốc ác mới hết. Đấy. Cái sơ di con này tôi đã quay các bác chứ nhỉ. Đây, sơ di ở đây các bác này. Con nào trung tâm quay quay sơ di các bác lưu ý nhá. Đây, đó sơ di của em nó đây ạ, 1448 các bác nhá,
Con này hàng xuất Mỹ, cái sơ gì nó làm rất là khác người. 1448. Ok, tiếp theo đó là con Soli hàng chống nước. Con này thì cũng rất là tiện, bán ra rất nhiều bác rồi. Tôi test là đài trong nhà thì cái sóng trong nhà nó sẽ không tốt bằng ngoài sân các bác nhá. Kiểu như là ca khúc đi cùng năm tháng ấy quý vị. Để khoảng một tiếng thôi là điều chỉ nó khác này. Và cái giữ nghề khác. Với quan họ thì nó chỉ là nghề. Quay quanh không biết bán cái gì. Chợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường. Rửa sạch mặt, thoa 2 đến 3 thìa mật ong xoa đều lên mặt. Và massage 15. Con này rất là hay là các bác có thể là đánh rơi xuống nước là không bị gì các bác nhé. Đấy, con này chống nước rất là tốt luôn. Con này chúng tôi đã bán rất là nhiều cho các bác đi rừng rồi có bác đi ghe đi tàu đấy. Đấy là sử dụng con này rất là hay. Sóng khỏe và đánh rơi nước không gì. Làm mờ vết thâm nám. Mật ong và chanh. Đó là cái băng sóng FM các bác nhá, băng sóng AM đây. AM đây. Mình học ở trên Việt Phương Viện là mình nghiên cứu. Ví dụ học nghề hiện nay thì rất nhiều các cái trường cao đẳng, đặc biệt là những cao đẳng nghề, cái chương trình đối với những cái bạn mà học những cái cao đẳng nghề lý thuyết khoảng 70%, và ngay kỳ đầu là các bạn đã được học những cái môn thực hành, ví dụ như là email marketing rồi là cái này các bác để ý tinh, nếu khi đúng sóng này là cái đèn nó sẽ báo sáng này, đây lệch sóng các bác nhìn đi, đó đúng sóng đó nó sẽ sáng lên, các bác lưu ý nha. Giáo dục và đào tạo vừa có thông báo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh. Nguyên nhân là do các trường này từng tuyển vượt số lượng chỉ tiêu tuyển sinh công bố hàng năm. Các trường sẽ bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian 5 năm tới. Bên cạnh việc tước quyền tự xác định chỉ tiêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho trường. Đây, tôi sẽ cho các bác xem cái phần, các bác xem cái phần sơ gì đó này. Đây, sơ gì nó đây các bác này. Đấy, 0271 các bác nhé. Con này là hàng tồn kho. Con này trung tâm có rất nhiều con các bác nhé. Bác nào mà quan tâm những cái con này thì các bác liên hệ. Có những con tồn kho cũng có, những con không tồn kho cũng có. Đấy. Và con này là rất là thông dụng. Rất là chất luôn. Nói chung là hàng của Nhật thì tuyệt vời rồi. Ok, đó là tôi đã giới thiệu các bác tổng số 3 con đặc. Vâng, tôi sẽ báo chi tiết giá của những cái sản phẩm vừa giới thiệu các bác nhé. Con Sáp này hiện tại đang có giá là 4.800.000 các bác này. Con Sáp QT Y1 hàng tồn kho nguyên thùng này các bác nhé, có giá là 4.800.000. Em này của nó là có giá là 3.600.000 các bác nhé. Con này hàng xuất Mỹ này, hàng tồn kho nguyên thùng này. Em này cũng tồn kho như hàng chống nước này. Con này 3.500.000 các bác nhé. Ngoài ra con này thì trung tâm cũng có những cái con nó tầm khoảng độ hơn 2.000.000 cũng có. Nó sẽ cũ và nó không phải hàng nguyên thùng các bác nhé, không phải hàng tồn kho. Con này là chưa có sử dụng, mới tinh 100% luôn. Tất cả những con này giới thiệu các bác là những hàng mới tinh 100% luôn, hàng chưa có sử dụng. Đấy, chính vì vậy là tôi sẽ báo giá chi tiết như thế, để bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác liên hệ sớm để có những cái giá tốt nhất. Tức là những cái con hàng chưa sử dụng thì có những con nó tầm khoảng độ hơn 2.000.000 hoặc dưới 2.000.000 cũng có. Các bác lưu ý nhá, nó theo cái độ mới từng con, kể cả những cái con này thế. Những cái hàng xuất Mỹ này thì thường thường là không phải là nhiều, hàng nhất hàng tồn kho nguyên thùng này rất là ít các bác nhá. Và con Y1 này, ngoài ra thì trung tâm cũng có rất nhiều những con như con Sáp VT88 hàng tồn kho nguyên thùng xốp. Con này là chưa sử dụng các bác nhá, mới tinh chưa có sử dụng một tí gì luôn, còn nguyên tất cả nguyên đăng kiện hết luôn các bác nhá, còn cả pin cả các mọi cái.
Thế vào đây con sáp A1 cũng mới về các bác này, cũng là hàng tồn kho nguyên thùng chưa sử dụng này, nguyên thùng xốp chưa sử dụng luôn. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều những cái hàng mới về kho, toàn những cái hàng từ Mỹ châu Âu về, hàng tồn kho rất là nhiều các bác nhá. Thì bác nào quan tâm thì alo sớm. Trung tâm có rất nhiều những cái sản phẩm mà các bác đang có nhu cầu quan tâm thì các bác có thể liên hệ để có cái giá tốt nhất cho những cái sản phẩm mình quan tâm, bởi vì trung tâm là một trong nơi bán các cái dòng radio cassette full các giải các bác nhá. Full các giải tức là từ nhỏ nhất, to nhất đến bé cũng có. Thế rồi đến hàng VIP hàng ấy đều có hết các bác nhá. Các bác lưu ý là trung tâm bán rất đa dạng luôn. Kể cả những cái dòng đài như là sáp 3 con 7 trung tâm có rất nhiều. Sáp 3 con 7 này, thế rồi 3 con 9 các bác nhá. 3 con 9 này. Thế rồi 1000 này, 1000 có rất nhiều các bác nhá. 1000. Đấy, 3 con 7, 3 con 9, 1000, rồi 909, rồi 919. Nói chung là trung tâm có full tất cả các đời luôn. Đấy, thì bác nào quan tâm đến đời nào thì các bác liên hệ sớm để trung tâm có cái hỗ trợ các bác nhá. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bác nhé.